Các đệ tử lớn của Đức Phật hỏi: Ngài Ca Chiên Viên không bỏ lỡ cơ hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, quỳ gối trịch vai áo bên phải, trình thưa hỏi như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, còn một thời gian ngắn nữa Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, làm sao Đức Thế Tôn tự tịch diệt được? Kính xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con, để sau này trong chúng con ai muốn tự tịch diệt, chúng con biết mà thực hành. Còn nếu có ai muốn, chúng con sẽ chỉ cho họ. Đức Phật dạy Ngài Ca Chiên Viên: Này ông Ca Chiên Viên, phần tự tịch diệt này, các ông hoặc ai muốn tự tịch diệt, hãy tu pháp môn thanh tịnh thiền. Khi được rơi vào bệ tánh thanh tịnh, tự nhiên biết, không cần phải ai chỉ dạy. Tuy nhiên, Như Lai cũng chỉ rõ như sau để trợ giúp các ông. Nếu có ai hỏi, các ông nương theo căn bản này dạy lại cho họ. Tứ đại thì các ông biết rồi, nó vốn là tịnh. Sở dĩ sự sống của mỗi con người là nói riêng, còn nói chung là sự sống của mỗi chúng sanh là do tánh Phật. Nhưng vì tánh Phật bị vỏ bọc của tánh người giam giữ lại, nên tánh Phật phải làm việc theo ảo tưởng của tánh người. Tánh người và thân xác của mỗi con người được tồn tại là do vận hành của điện từ âm dương mới tồn tại được. Trong thân của mỗi con người có não bộ. Não bộ này là do tánh Phật điều khiển. Vì vậy, tánh Phật khi thấy, nghe, nói hay biết phải xuyên qua tánh người, mà tánh người do 16 thứ và 8 muôn 4.000 cái bong bóng điện từ âm dương bao bọc, nên tánh Phật không thấy, nghe, nói hay biết còn thanh tịnh nữa, mà tánh Phật phải thấy, nghe, nói và biết bằng tánh người. Đây là quy luật sống của một con người hay động vật. Duy trì sự sống này là nhờ dòng điện từ âm dương luân chuyển từ não bộ xuống tim và tỏa đi khắp châu thân, rồi từ tim chạy lên não bộ cũng tỏa đi khắp châu thân. Người muốn tự mình tịch diệt thì phải hiểu như trên, sau đó phải tu thanh tịnh thiền, chứng được thiên nhãn thông sẽ nhận ra dòng điện này. Khi muốn tịch diệt, tự mình biết cho dòng điện âm dương này dừng lại là tự tịch diệt được. Còn người tu theo tứ quả thinh văn, muốn tự tịch diệt phải chứng được quả A-la-hán, tức an trú trong niết bàn tịch tỉnh, thì tự mình cũng cho dừng dòng điện từ âm dương này. Nói theo nhân gian, mình tự cắt được dòng điện từ âm dương đang duy trì sự sống xác thân của mình. Trên đây là người muốn tự tịch diệt, tức muốn lìa bỏ xác thân của một con người, chứ giải thoát là một chuyện khác. Ngài Ca Chiên Viên hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, còn thời gian ngắn nữa Đức Thế Tôn tịch diệt và rời thế giới này, có nghĩa là Đức Thế Tôn nhập vào bệ tánh thanh tịnh Phật tánh mà mười phương chư Phật sinh sống. Thưa, có phải như vậy không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy Ngài Ca Chiên Viên: Này ông Ca Chiên Viên, nếu người bình thường không biết tu hành là gì, hoặc những người tu mà còn bị sự cuốn hút của nhân quả đi trong tam giới này, thì bị quy luật vật lý thế giới này chi phối. Những người tu vượt ra ngoài sự cuốn hút của vật lý trần gian này, họ có cách như sau. 1. Khi tu thành tựu thanh tịnh thiền rồi, tâm vật lý của tánh người không bị quy luật vật lý ngăn cản, nên được thênh thang, chỉ thênh thang thôi, chứ chưa được trùm khắp. Khi bỏ xác thân, họ muốn giữ xác thân của họ bao lâu tùy ý, còn họ muốn đến cảnh giới nào tùy ý họ. Vì vậy, sau khi diệt độ, Như Lai dùng một phần định lực thanh tịnh thiền để giữ gìn thân tứ đại này. Nhờ vậy, khi quả thiêu, tất cả xương và tim của Như Lai sẽ không bị lửa của thế giới này đốt cháy được. Để chứng minh việc tu tập của Như Lai là thực tế và khoa học, chứ không phải là huyền hoặc hay mê tín dị đoan. Ngài Ca Chiên Viên lại hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, mạch nguồn thanh tịnh thiền mà Như Lai dạy chúng con, sau này có còn được lâu dài nơi cõi ta bà này không?
Đức Phật dạy ngài Ca Chiên Viên: Này ông Ca Chiên Viên, sau khi Như Lai diệt độ, ông Maha Ca Diếp nối tiếp Như Lai giữ mạch nguồn thanh tịnh thiền này. Sau khi ông ấy nhập Niết Bàn, sẽ truyền lại cho ông A Nan Đà nối tiếp, là người thứ hai gọi là nhị tổ. Sau ông A Nan Đà, nước Ấn Độ này có thêm 26 vị nữa nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh. Người sau cùng là một vị thái tử, cho mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai chảy về phương Đông. Ở phương Đông này nối tiếp thêm 5 đời tổ nữa. Tổ sau cùng ở phương Đông này nói rất rõ về mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai. Vì vậy, đến đời tổ này không truyền y bát của Như Lai sử dụng hàng ngày nữa, mà phải chôn xuống đất. Còn gói quyền ký của Như Lai, vị tổ thứ 33 này phải cho công bố ra, để ai có duyên lớn muốn tu theo pháp môn thiền tông này có căn bản để tu. Nhờ đó người tu mới giác ngộ và giải thoát được. Như Lai nói rõ, nước lớn ở phương Đông chỉ có 5 đời tổ, sau 800 năm nữa ở tại đất rồng có vị vua nhận được mạch nguồn thiền tông này và truyền thêm 2 đời tổ nữa. Rồi tiếp theo 700 năm nữa, ở miền Nam, cũng tại đất rồng, có một vị cư sĩ nữ tiếp nhận được mạch nguồn thiền tông này, nhưng phải đợi đến 50 năm sau, mạch nguồn thiền tông này mới được công bố ra khắp năm châu. Đến thời kỳ này, người giác ngộ yếu chỉ thiền tông rất nhiều, người đạt được bí mật thiền tông cũng khá đông. Người được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh nhiều nhất từ khi Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này. Vì sao đời này được giác ngộ thiền nhiều như vậy? Như Lai nói rõ cho các ông biết, đến đời tổ thứ 33, người tu theo đúng thanh tịnh thiền, họ ngộ thanh tịnh thiền rất đông, nên y của Như Lai phải được cắt ra làm hai. Một phần chôn theo bát ăn cơm của Như Lai, một phần đắp vào tượng của tổ thứ 33 ấy. Còn huyền ký của Như Lai phải công bố ra cho nhiều người cùng biết. Nhờ sự công bố này mà từ đây rất nhiều người ngộ được thanh tịnh thiền của Như Lai dạy. Ngài Ca Chiên Viên lại thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, hiện tại người xuất gia tu theo Đức Thế Tôn nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh, người tại gia họ cũng nhận được, không biết về sau này người tu trong chùa dễ dàng nhận ra mạch nguồn thanh tịnh thiền, còn người ngoài đời có nhận được không? Đức Phật dạy ngài Ca Chiên Viên: Này ông Ca Chiên Viên, càng cách xa Như Lai, người tu trong chùa khó nhận được mạch nguồn thanh tịnh thiền của Như Lai dạy. Trái lại, người tu tại gia họ lại dễ dàng nhận ra mạch nguồn thanh tịnh thiền này. Ngài Ca Chiên Viên ngạc nhiên hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, sao người trong chùa lại kém hơn người ngoài đời? Đức Phật dạy ngài Ca Chiên Viên và đại chúng: Này ông Ca Chiên Viên và các tỳ kheo cùng đại chúng, ông Ca Chiên Viên hỏi những lời ấy rất phải. Vì đời mạt pháp, vật chất ở thế giới này rất dồi dào và phong phú. Phần nhiều người tu thời ấy họ cất chùa là để kiếm tiền, tìm danh và tìm lợi, chứ không phải tìm đường giải thoát. Do đó, người tu ban đầu cũng quyết tâm mạnh mẽ lắm, là làm sao tìm cho được đạo lý mà Như Lai dạy ở cõi Ta Bà này. Khi người tu trong chùa tìm được, cũng là lúc nhiều người đến học. Người đến học họ có lòng kính trọng lời vàng ý ngọc của Như Lai dạy thông qua ông thầy, nên họ muốn cho ngôi Tam Bảo trang nghiêm, nên cúng tiền tài vật chất để xây dựng. Cũng vì tiền tài vật chất ấy mà ông thầy mãi mê giữ gìn, quên đi bổn phận người tu là phải truyền dạy chánh pháp của Như Lai khi mình tiếp nhận được. Vì danh, vì lợi và vì địa vị, vân vân, nên ông thầy phải bày thêm những việc không phải thiền thanh tịnh của Như Lai dạy. Do đó, mạch nguồn thiền không ở với người thầy này được. Hơn nữa, khi người thầy này có chùa lớn, đất rộng, Phật tử đông, bề thế sang trọng, tiếng tăm hơn người, nên tự cho mình là cao cả,
Trụ vào những thứ hư ảo đó thì làm sao mạch nguồn thiền còn với người thầy ấy được. Cũng từ đây, người thầy ấy trở thành là thượng khách với những người giàu sang phú quý và người có quyền uy. Các ông thấy đó, khi Như Lai được ông Cấp Cô Độc mua ngôi vườn của Thái tử Kỳ Đà dâng cúng, Như Lai chỉ ở đó có vài năm rồi tuần tự ra đi nơi khác giáo hóa. Hôm nay, Như Lai đến rừng Sa La này ngồi trên võng tre nghỉ để rồi diệt độ. Suốt 49 năm Như Lai giáo hóa, Như Lai có để vật gì quý giá ở trần gian này không? Như Lai duy nhất chỉ để ở trần gian này có pháp môn thanh tịnh thiền. Vì thanh tịnh thiền này mới làm cho mạch nguồn thiền lưu hành khắp trần gian này, giúp cho nhiều người trở về cố hương của chính họ. Còn đời mạt pháp, người tại gia khi họ nhận được mạch nguồn thiền, họ chỉ phổ biến âm thầm cho mạch nguồn thiền len lỏi vào những tâm hồn thanh cao siêu thoát. Người có địa vị tuyệt cao trong xã hội nhận được, quan quyền nhận được, giàu sang nhận được, bình dân nhận được, thậm chí người nghèo cũng nhận được. Như Lai quý nhất người tại gia này. Sở dĩ Như Lai quý vị ấy là vì người này khi nhận được mạch nguồn thiền liền nắm giữ và tìm cách cho mạch nguồn thiền chạy khắp nơi mà không dính mắc bất cứ thứ gì. Vì chỗ không dính mắc đó nên mạch nguồn thiền chạy đi rất lâu và chạy được nhiều nơi. Đặc biệt, vị này luôn lúc nào cũng sống với mạch nguồn thiền, không màng đến những chuyện thị phi của trần thế. Vị này phổ biến mạch nguồn thiền bằng văn viết rành mạch, rõ ràng, chính xác, mà suốt ba thời thượng, trung, hạ chưa có ai thực hiện lời dạy của Như Lai như vị này cả, nên được nhiều người tiếp nhận. Vị này có lời chỉ dẫn hết sức đặc biệt. Khi những ai có đại duyên, đại phúc nhận được mạch nguồn thiền phải tự mình giữ lấy và sống với mạch ấy là đủ, không khoe khoang với người khác. Khi nào thấy ai có đại duyên, người này mới nói, bằng không người này không nói một lời. Ngài Ca Chiên Viên trình thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, mạch nguồn thanh tịnh thiền Đức Thế Tôn dạy ở thế giới này khi nào mới chấm dứt? Đức Phật dạy Ngài Ca Chiên Viên và tất cả các đệ tử lớn cũng như các U Bà Tắc, U Bà Di đang có mặt tại rừng Sa La. Này ông Ca Chiên Viên, các đại đệ tử của ta cũng như đại chúng, Như Lai lặp lại, mạch nguồn thiền thanh tịnh mà Như Lai dạy trên núi Linh Sơn ở cõi Ta Bà này, sau khi Như Lai diệt độ, tiếp có 33 người nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai. Các người ấy nói tiếp truyền cho nhau gọi là tổ. Các tổ sau này gọi là mạch nguồn thiền tông. Duyên lớn của mạch nguồn thiền tông lần lượt chảy về phương Đông, đến đời mạt thượng pháp, nhiều người ở cõi Ta Bà này nhận được, nhờ vậy tu giải thoát không khó. Ngài Ca Chiên Viên lại thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, vì sao đời mạt thượng pháp mà lại có rất nhiều người nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai? Đức Phật dạy Ngài Ca Chiên Viên: Vì vào đời mạt thượng pháp, trí khôn loài người rất cao, như nhiều bệnh ngặt nghèo họ chữa trị rất dễ dàng. Đi lại của họ trên không như chim, dưới nước như cá, trên mặt đất di chuyển nhanh gấp mấy chục lần những loài chạy nhanh hiện nay. Khí cụ đấu tranh, họ chế ra những khí cụ giết người hàng loạt. Một cái ấn nút có thể giết chết cả vạn người. Đức Phật dạy thêm: Vì đầu óc họ quá thông minh nên họ có cái nhìn hết sức thực tế và khoa học. Những đạo giáo hiện nay nơi cõi Ta Bà này đến lúc đó không còn thích hợp nữa, kể các giáo pháp của Như Lai dạy các ông tu lúc ban đầu. Duy nhất chỉ còn pháp môn thanh tịnh thiền là phù hợp với loài người vào thời kỳ ấy mà thôi. Vì sao thanh tịnh thiền còn phù hợp? Vì thanh tịnh thiền là chân thật trong càn khôn vũ trụ này. Vì nó là tự nhiên như vậy, không bị cuốn hút của vật lý trần gian, nên không nhân mà cũng không quả. Vì vậy được gọi là chân như, tức là cái như như chân thật.
Ngài Ca Chiên Viên lại trình thưa và hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy môn thanh tịnh thiền của Như Lai dạy sau cùng nơi núi Linh Sơn, đến thời Mạt Thượng Pháp có còn chăng? Đức Phật dạy: Này ông Ca Chiên Viên, đến đời Mạt Thượng Pháp ở tại đất rồng, có một người xuất gia và một người tại gia. Hai người này nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai. Người xuất gia có duyên lớn, nên vị ấy phổ biến nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai rất rộng rãi. Cất nhiều chùa mang phong cách thiền tông, nhưng số người nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh không có là bao. Vì sao vậy? Vì những người nghe mạch nguồn thiền họ cũng đến nghe. Họ nghe vì tính hiếu kỳ, chứ không phải đến nghe để nhận ra Phật tánh của chính họ. Có một số lớn người đến không phải để tìm hiểu giác ngộ và giải thoát, mà đến nghe để khoe mình là đệ tử của vị thầy ấy. Do đó, mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy họ không thể nào nhận được. Còn người tại gia, có duyên nhỏ, người này cũng nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai có phần sâu sắc và rõ ràng hơn. Người này tuy không xuất gia, tự mình xây lên một ngôi chùa mang phong cách thiền, dám đề hiệu là thiền tông, tức nói thẳng đến chỗ sâu màu pháp môn thiền thanh tịnh mà Như Lai dạy nơi núi Linh Sơn. Người này bị sự chống đối dữ dội của không biết bao nhiêu người khác, nhưng sau cùng người này cũng được toại nguyện. Đặc biệt, người tại gia này dám bỏ ra một số tiền lớn của mình để xây dựng lên một tiểu linh đài, lấy danh hiệu là Thiền Tông Phật Đài. Trên đỉnh Thiền Tông ấy thiết kế một linh sơn hội thượng Phật, mô tả lại nơi núi Linh Sơn mà Như Lai dạy nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Người này phổ biến mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai bằng văn viết, nên dễ len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn của nhiều người. Vị ấy biết, nếu phổ biến ở các chùa thì ít người nhận. Vì sao vậy? Vì vào đời Mạt Thượng Pháp, các chùa không tu theo lời dạy của Như Lai, mà tu theo lời nguyền của Ma Dương. Do đó, ở chùa mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy không phát huy được. Người tu theo đạo của Như Lai, không theo lời dạy của Như Lai để vượt ra ngoài tam giới, để vào chỗ vô sanh, họ đem mê tín dị đoan vào nơi chùa chiền để mê hoặc người khác. Do đó, những người tu trong chùa họ lo bài chuyện này làm chuyện nọ, cốt yếu là làm sao có nhiều người đến cúng tiền cho họ là được. Còn các U Bà Tắc, U Bà Di bị những người trong chùa mê hoặc nên họ cũng tin và làm theo. Hơn nữa, vào thời kỳ đó, người tu theo đạo của Như Lai họ thích địa vị trong xã hội hơn, còn ý sâu màu của đạo giải thoát họ lại không thích. Vì vậy, họ biến chùa chiền làm nơi kinh doanh để kiếm tiền. Biết được như vậy, người tại gia quyết định phổ biến mạch nguồn thiền bằng văn viết, vì văn viết mới len lỏi vào được nhiều lớp người không thích đến chùa. Vì vậy, người giàu sang đọc được, người nghèo khổ đọc được, người chức trọng quyền cao đọc được, kể cả người không tin đạo Phật cũng đọc được. Nói tóm lại, dù ở đẳng cấp nào trong xã hội cũng đọc được, cộng với người ấy viết văn một cách rất dễ hiểu, ai chịu khó nghiền ngẫm chắc chắn nhận ra ý sâu màu mà Như Lai dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau đây là 7 dòng văn chỉ thẳng Phật tánh của Như Lai dạy trên núi Linh Sơn, sau này được các vị tổ thiền tông lặp lại. Người này cũng nhận ra 7 dòng văn ấy như sau: Chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn mầu nhiệm, không qua văn tự, truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Nhờ người này, mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai sẽ chạy khắp nơi ở cõi ta bà này. Số người nếm được mùi vị tuyệt diệu của mạch nguồn thiền thanh tịnh không thể nào đếm hết được. Nhờ đó, những người thực hành được tâm thanh tịnh rỗng lặng, hằng tri, vượt ra ngoài tam giới rất nhiều. Ngài Ca Chiên Viên lại trình thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, mạch nguồn thanh tịnh thiền chảy vào những nước lớn ở phương Đông, sao các nước lớn không nhận được?
mà phải đợi chảy đến nước Rồng mới có người nhận. Nước Rồng là nước nhỏ ở phương Nam, chẳng lẽ lại có duyên lớn như vậy sao? Đức Phật dạy: Này ông Ca Chiên Viên, như các ông thấy đó, giáo pháp Như Lai dạy ở cõi Ta Bà này căn bản có ba pháp môn tu để đáp ứng cho năm hạng người như sau: 1. Thiền quán tưởng, dành riêng cho những người thích hiện tượng lạ. 2. Thiền nghi tìm, dành riêng cho những người thích tìm kiếm những bí ẩn trong vạn vật. 3. Thiền thanh tịnh, dành riêng cho những ai muốn giác ngộ giải thoát, trở về quê hương cũ của chính mình. Ngoài ra, Như Lai có dạy ẩn ý cho những ai thích huyền bí trong cõi này bằng cách niệm mật chú. Người tu niệm mật chú này khi thực hành sẽ có những hiện tượng rất kỳ đặc do vật lý trần gian này hiển hiện ra. Như Lai nói rõ, những hiện tượng này là những thứ dành riêng cho những người ham thích linh thiêng. Vì những hiện tượng ấy là cái bóng do người tu tưởng tượng ra đó mà thôi. Như Lai có nói đến cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Cảnh giới này dành riêng cho những người ham muốn cảnh đẹp, thích đi chu du nhiều nơi. Nên Như Lai nói cảnh ấy rất xa. Mục đích của Như Lai là muốn cho những người tu niệm Phật niệm cho đến khi nào vô niệm là thấy cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Vì thích cảnh giới ấy nên họ niệm đến khi vô niệm. Họ đâu biết rằng khi họ niệm được vô niệm, tức khắc họ được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng có nghĩa là họ về đến quê xưa. Tới đây họ mới biết mình được Như Lai dùng phương tiện độ họ. Đây là căn bản suốt đời Như Lai dạy ở cõi Ta Bà này. Như các ông biết, các người đầu tiên đến học với Như Lai, Như Lai mới dạy vài pháp môn thiền quán tưởng. Họ quán tưởng được thành tựu vội truyền bá pháp môn đó. Do vậy, không nắm hết lời dạy của Như Lai, nên mạch nguồn thiền thanh tịnh họ không thể nào họ biết được. Ngày Ca Chiên Viên hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.